thưa quý vị có lẽ trước giờ đó mình nghe cái chuyện mà ăn cắp xe nhiều nhưng mà sáng sớm ngày hôm qua đó ở ngay cái chỗ mà cái cảng Newport Beach nơi mà khu phố của người giàu đó nơi đậu rất là nhiều cái du thuyền thì đã xảy ra một cái chuyện là đánh cắp một chiếc du thuyền ở đây mà cái loại mà cái chiếc du thuyền này á là nó nó dài tới là khoảng chừng 20 mét á, có nghĩa là hơn 6 feet. Thì cái người tại vì cái chiếc đó nó đang được đưa đến đó để mà gọi là mà bảo trì thì cái chìa khóa cấm ở trong cái đó cho nên cái ông này nhảy lên mở khóa lên và chạy nhưng mà khi mà ông ta chạy như thế thì ông ta đâm vào hàng loạt những cái chiếc du thuyền đậu ở gần đó cho nên dẫn đến cái chuyện quá trời cái chiếc uh, những cái tàu ở đây bị hư hỏng uh, người ta cũng chưa biết là cái ông này tại sao ông nhảy xuống đây ông đánh cắp xong rồi chạy mà nghe cái người mà người ta quay lại cái clip á thì cái giọng của họ cứ rú lên trời ơi giống như là họ rất là kinh hoàng trước cái việc mà nó đang xảy ra như vậy uh, cái chiếc ông ta chạy xong là cứ nó bị quay vòng tròn còn cái đó đâm hết vào chiếc này đến chiếc khác thì bây giờ là cái cái vụ này cái ông này đương nhiên là đang bị bắt rồi thì bây giờ người ta đang điều tra xem rồi cái cái bồi thường những cái tổn thất này như thế nào